Bài 1, thực hiện phép tính bằng cách hợp lý. Đối phần A này, người ta cho 11/125 trừ đi, rồi lại cộng vân vân. Thì các con quan sát nhận thấy là số 125 không có gì liên quan đến những số còn lại. Nhưng chúng ta nhận thấy là số 18 và số 9 ở dưới mẫu nó có mối quan hệ, đúng không? Và số 7 và số bao nhiêu ạ? 14 nó có mối quan hệ. Cho nên cái việc đó là thầy giáo sẽ gợi ý là đi nhóm. Nhà ai có tiếng ồn thì mình tắt mic đi ạ. Bằng 11/125 cộng. Các con nhìn thầy giáo cộng nên thầy giáo dạy các con nhóm rồi nha. Đây là số âm 17 phần 18 thì giáo dùng dấu cộng thì giáo vẫn giữ nguyên nha. Các con còn nhớ không? Cứ dùng dấu cộng để nhóm nha. Cộng với cả 4/9 nữa. Đóng ngoặc. Dùng dấu cộng trước dấu ngoặc để nhóm nha. Tiếp tục chúng ta sẽ nhóm cái gì đây ạ? Âm 5/7 cộng với số cuối cùng là 17/14 bằng 11/125 cộng với -17 cộng với -4, -17 cộng với -4 thì được kết quả là -10 ạ. Bây giờ mình muốn cộng được thì mình phải đi quy đồng, đúng không? Vì mình chưa cộng được bởi vì lý do là cái mẫu nó khác nhau. Chúng ta sẽ có là -17/18. Quy đồng nhá, 18 chia 9 được 2, nhân cả tử vào mẫu với 2, ta được là 8/18 cộng tiếp phân số -5/7 và 17/14 chưa cộng được thì 14 chia cho 7 không? 14 chia 7 được 2, nhân cả tử vào mẫu với 2 là được -10/14 cộng với 17/14 bằng 11/125 cộng với -17 cộng với -8, -17 cộng -8 thì được -9/18 cộng với -10 cộng với 7 thì được -7/14. Trong trường hợp tới đây thì nhiều bạn sẽ vội vàng là đi quy đồng tiếp, nhưng chúng ta đừng vội, chúng ta hãy quan sát cho thầy hai phân số này nó có cái điều đặc biệt ở đây. Đúng rồi, rút gọn ta được là -1/2 cộng với chỗ này rút gọn được -1/ 1/2. Và cái tổng này sẽ có kết quả là số mấy ạ? Số 0. Đúng không? Cho nên chúng ta sẽ có kết quả đây là bằng 11/125 bằng 11/125 cộng với số 0 và kết quả cuối cùng bằng 11/125. Bởi vì sao cái số này là số 0? Bởi vì lý do ở đây là hai số này là hai số gì ạ? Số đối nhau. Nha. Hết thời gian suy nghĩ. Bây giờ các con sẽ nhìn lên trên bảng cho thầy. Con nhìn lên trên màn hình cho thầy nha. Con ơi, để con giao hóa được các cái số này này, nó cùng mẫu này, thì việc đầu tiên là các con phải nên đi chuyển hết về phép cộng cho thầy. Con nhìn cho nó rõ nha. Thầy chuyển này, 1 này cộng với -1/2 này, có cộng với giữ nguyên đúng không? Cộng với 2 này, cộng với trừ đi 2/3 là cộng với -2/3. Các con để ý nhá, để ý này, cộng giữ nguyên này, trừ đi 3/4 là cộng với số đối là -3/4 này, cộng với 4 giữ nguyên này, trừ đi 1/4 là cộng với số đối là -1/4 này, trừ đi 3 là cộng với số đối là -3 này, trừ đi 1/3 là cộng với số đối là -1/3 này, trừ đi 2 là cộng với số đối là -2 này, trừ đi 1/2 là cộng với số đối là -1/2 này, trừ đi 1 là cộng với số đối là -1 này. Và các con quan sát ở đây chúng ta nhận thấy là những số nó là số đối của nhau đây này. Số -1/2 con sẽ nhóm với cả số -1/2 là cùng mẫu này,
xin lỗi nha, đây là những cái số nó cùng mẫu. Đây, số âm 2/3 này, con sẽ nhóm với âm 1/3 này, đúng không? Số âm 3/4 này, con sẽ nhóm với âm 1/4 này. Còn lại là các số nguyên nha, chúng ta bây giờ bắt đầu đi nhóm nha. Bằng số nguyên 1 này cộng với số nguyên dương 2 này, đúng không? Cộng với số nguyên dương 3 này, cộng với số nguyên dương 4 này, cộng với số nguyên âm 3 này, cộng với số nguyên âm 2 này, cộng với số nguyên âm 1 này. Con dùng ngoặc vuông để chứa ngoặc tròn. Con cộng tiếp. Dùng dấu cộng tiếp nha. Con mở ngoặc cho thầy này. Số âm 1/2 này sẽ nhóm với âm 1/2 này. Cộng tiếp. Âm 2/3 này cộng với âm 1/3 này. Cộng tiếp. Âm 3/4 này cộng tiếp với âm 1/4 này bằng. Bây giờ con cộng nhá. Hai cái số này là số đối nhau, là cộng với nhau là hết này. Con nhìn số dương 3 này cộng với âm 3 là hết này. Số dương 2 này cộng với âm 2 là hết này. Số dương 1 này cộng với âm 1 là hết này. Thì còn lại có số dương 4 thôi. Cộng tiếp. Âm 1/2 cộng âm 1/2 là âm 2/2. Âm 2 cộng âm 1 là âm 3/3. Âm 3 cộng âm 1 là âm 4/4. Ta rút gọn nhá. Bằng 4 này cộng với âm 2/2 là âm 1 này. Âm 3/3 là âm 1 này. Âm 4/4 là được âm 1 này. Thì ba cái giá trị âm 1 cộng với nhau ta nhóm lại bằng 4 cộng với âm 3. 4 cộng với âm 3 ta sẽ được kết quả ở cùng bằng âm mấy? Đó là dương 4 cộng với âm 3 là được dương 1 nhé. Và các con sẽ suy nghĩ ít phút nhìn vào cái bài số 2 xem nhá. Sau đó thầy giáo sẽ chữa. Cho mình cùng làm nhé. Tất cả các con dừng lại để chúng ta quan sát lên trên bảng á, lên trên màn hình nhé, để thầy giáo giảng cho các con nhé. Chúng ta sẽ đến với bài số 2 là tính này, biểu thức A này. Đây là một biểu thức nhìn, các con nhìn thấy nó dài không? Nhưng các con đừng sợ, các con đừng hoang mang. Và các con quan sát là có ở trong ngoặc, đúng không? Có ngoặc tròn này, có ngoặc tròn này, có ngoặc vuông này, thì con phải tính ở trong ngoặc gì? Ngoặc tròn trước, đúng không? Nào, con tính từng bước cho thầy nhá. Con tính cho thầy nào, cái phép tính này đi. 0,2 trừ 0,1 thì được 0, mấy ạ? 0,1 nha. 0,8 cộng với 1,2 thì được là mấy con? Được là 2 nhá. Cái hiệu này nữa, hiệu này nữa các con tính cho thầy cho nó được là bao nhiêu nào. Con tính trong ngoặc trước cho thầy. 34,06 trừ 33,81, 6 trừ 1 được mấy ạ? Được 5. 10 không trừ được 8, 1 là 10, 10 trừ 8 thì được 2. Trả 1 xuống đây là 4, 4 trừ 4 được 0, 3 trừ 3 hết. Như vậy là cái hiệu này sẽ được là 0,25 nha. Hiệu ở dưới nữa, các con tính cho thầy hiệu ở dưới nữa. 7 trừ 5 được mấy nào?
được 2, 5 trừ 1 được 4, 8 trừ 5 được 3, 2 trừ 2 hết. Rồi con làm tiếp cho thầy phép chia này nữa nha. Như vậy chúng ta sẽ ghi lại A như sau. Ta sẽ suy ra A thầy trò mình ghi lại là bằng 26 này, chia cho mở ngoặc vuông này 3 này, chia cho 0,1 này, phần này 2,5 này, mình nhân với 2 đúng không, cộng với 0,25 nhân với 4 này, phần 6,84 chia cho 3,42 này, cộng này, đóng ngoặc vuông cộng này. Đây cái phép chia này con ơi, phép chia là nhân gì con? Nhân nghịch đảo đúng không? Rồi chúng ta sắp xong rồi, suy ra A sẽ bằng, đấy bài toán ban đầu cộng kềnh bây giờ nhỏ gọn chưa, chúng ta sẽ có là 26 này chia này, con làm ra nhát cho thầy cái phép tính là 3 chia cho 0,1 nó chính là bằng 3 chia cho 1/10. Phép chia là nhân gì nào? Nghịch đảo là 10/1 là 3 nhân 10 là được 30. Phần 2,5. 2,5 mà nhân với 2 thì được là 5. Bằng 5. Rồi, cộng tiếp. Bằng 5. 0,25 nhân 4, 25 nhân 4 là 100, có hai số đằng sau dấu phẩy thì mình được là 1,00. Chính là được kết quả chữ tử là 1. Phần số 6,84 gấp đôi số này chứ à? 3,42 không? Thì phép chia của nó sẽ được là 2. Cộng. Bây giờ các con làm phép tính rút gọn chỗ này đi cho nó nhanh nhá. Ta rút gọn này, 21 rút gọn cho 3 này, chỗ này còn mấy ạ? Còn 7. Chỗ này còn mấy? 1. Rút gọn 2 với 4 đi. Dưới mẫu còn mấy nào? Còn 2. Như vậy kết quả chỗ này rút gọn sẽ được là còn bao nhiêu ạ? 7/2. Tiếp tục chúng ta tính tiếp. Tính ở trong ngoặc, A sẽ bằng 26 chia, con quy đồng lên nhá. 5 và 2 mỗi chung là 10, 10, 2, 10 chia 5 được 2, nhưng ở tử mẫu với 2 là 60. 5 nhân 1 là cộng với 5 nữa. Phần mấy nào? Phần mẫu số chung là 10. Đúng không? Cộng với 7/2. Tiếp tục chúng ta sẽ có là A bằng 26 chia cho 60 cộng với 5 là 65/10 cộng với 7/2. Thì con rút gọn cho thầy đi, thầy đã viết bằng sang đây nhá. Bằng 26 này chia cho 65/10 là chúng ta rút gọn chữa tử mẫu cho 5 thì được 13/2 cộng với 7/2. Mình phải làm nhân chia trước nhá. Nhân chia trước thì chúng ta sẽ có là suy ra là A sẽ bằng 26 nhân với 2/10 ạ? 2/13 cộng với 7/2. Thì con làm phép tính rút gọn đi. Con làm tính rút gọn cho thầy là 26 và 13 này. 26 rút gọn cho 13 còn 2. Thì ta sẽ có là 2 nhân 2 sẽ được là bằng 3 bằng 4 cộng với 7/2. Và con quy đồng lên sẽ bằng 2 nhân 4 là 8 cộng 7/2 và 15/2 và con kết luận vậy 2. A bằng 15/2. Và nhìn bằng ban đầu là khó thì bây giờ thấy hết khó chưa?